Hello mọi người, lại là Trung đây, Sấm Nghệ Thuật Trung Trần chào anh em nhé. Hình này là thần sấm Rising, còn ý nghĩa là gì thì mời anh em xem tới cuối clip nhé. Có quá nhiều anh em hỏi Trung là phun lưng trong ngày được không, phun tay trong ngày được không, phun chân trong ngày được không, thì xin thưa là không nha anh em. Trung không hiểu và không biết cách nào làm một hình chi tiết chuẩn chỉnh như này mà trong vòng 24 giờ được hết trơn á anh em. Hình này là Rising và Trung và anh người mẫu bắt đầu từ năm 2024 tới nay. Chưa xong nữa là đã trải qua 5 tháng rồi, đều đặn mỗi tuần làm từ 5 tới 7 giờ anh em. Vì một số lý do nên Trung không thể đem hình này đi triển lãm tại các cuộc thi được, tiếc ghê á. Quay trở lại với ý nghĩa của hình này, Izanami là mẹ, sinh ra rất nhiều người con. Trong đó quan trọng và đặc sắc nhất phải nói đến là hai anh em thần sấm Raijin và thần gió Fujin. Raijin là lôi thần, còn được gọi là Raiden-sama, Kaminami-sama, Narukami, Minh Thần, Raiku, Lôi Công, là vị thần của sấm sét, giông bão trong tín ngưỡng dân gian và thần đạo Hindu của Nhật Bản. Rajin thường được miêu tả với khuôn mặt giận dữ, đứng trên một đám mây, tay đánh trống đen đen Daiko, cùng với người em là Fujin, vị thần của gió. Một tích khác mà Trung biết được thì Izanami là mẹ của Rajin, thì bị kẻ thù quấy phá mộ của mình, nên Rajin nguyện suốt đời canh giữ lăng mộ của mẹ, cũng là minh chứng cho lòng hiếu thảo. Mình là Trung Trần, thực hiện tác phẩm này. Các bạn có suy nghĩ hay ý kiến gì thì comment ở dưới nha. Chúng ta cùng thảo luận.